Đại diện bộ phận các bác sĩ trẻ của phòng y tế Séc cho biết, nếu Bộ Y tế không thảo luận với họ, các bệnh nhân sẽ cảm thấy những hạn chế. Họ không thể đảm bảo rằng dịch vụ chăm sóc cấp tính sẽ hoạt động theo cách mà bệnh viện đã quen và thay vào đó họ sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Vấn đề sẽ ảnh hưởng đáng kể ở các bệnh viện lớn. Theo thông tin của phòng y tế, hơn 6.100 bác sĩ đã thông báo không làm việc thêm giờ. Kể từ ngày 1 tháng 12, họ sẽ chỉ làm việc theo ca 8 tiếng theo quy định của pháp luật. Có tới 70-100% các bác sĩ ở các bệnh viện nhỏ và lớn phản đối việc làm thêm giờ. Yêu cầu chính của các bác sĩ là tăng lương cơ bản. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Y tế, họ đồng ý với việc tăng lương cơ bản cho tất cả nhân viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhưng không thể có mức tăng vọt lên gấp đôi hoặc gấp ba mức lương hiện tại.